vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Lâm ở thèm đi. Em hay dọn qua phòng anh ở cho nó rộng rãi thoải mái không? Ủa, ở đây em thấy cũng bình thường, cũng thoải mái mà. Với lại á, phòng nào cũng là thuộc về nhà anh mà, chứ không phải nhà em đâu. Mình ở đây đi ha, về bên nhà anh ở á, cái gần phòng ba mẹ á, hai đứa mình đâu được thoải mái gì đâu, đúng không? À. Ở đây nha. Ừ. Nói thiệt đi. Ủa, ủa đám cưới sao gửi thư chứ không gửi tiền vậy? Tên gì? Tập thể bị hủy hôn: Hải Yến, Hải Phượng, Đồng Kính Báo. Ui, không lộn 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 lộn. Đồng Kính Trúc, gia đình Hải Anh trăm năm hạnh phúc. Ủa là sao ông xã? À, thì chắc 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 gì? Chắc của gato đó, lên bày trò này nọ. Thôi kệ đi em, hơn thua làm gì, kệ đi, kệ đi. Trời ơi, cũng may nha, cũng may là em lấy anh nha, chứ em mà không lấy anh là thế nào bà cũng rủ em vô cái tập thể bị hủy hôn Hải Yến Hải Phượng gì nè. Trời, không lẽ lúc đó bà đặt em là hải cẩu? Thôi, bà này thấy ghê thiệt. Người may là anh nè Dục. Ý, cũng may là mẹ giảm cho anh còn 50 like chứ không là chưa chắc gì anh rước em về đâu. Mở thiệp đi, em gì cho anh mở. À, anh nhớ cái bữa đám cưới của mình á, vui quá ha. Trời ơi, cái bữa rước dâu á, chị Lam, chị Lệ, chị Hoa nè, người nào cũng đẹp gái dân á, mà người nào cũng biết dạy chồng hết á. Ba ông chồng nha, ông nào cũng sợ vợ đứng xếp re bấm like khí thế, bởi vậy mình mới đủ like đó. Em nói nha, đừng có bắt chước mấy chị đó rồi ăn hiếp anh á. Yên tâm đi, nghĩ sao vậy hả? Em là Trâm, chứ đâu phải là Lam hay là Lệ đâu. Em lúc nào cũng sẽ dịu dàng với anh. Em lúc nào cũng sẽ là một người vợ ngoan ngoãn, hiền lành. Lúc nào cũng dễ thương trước mặt anh hết á. Thương đó nha. Muốn mà. Tên gì? Chúc anh và nó hạnh phúc. Cái gì đây hả ông xã? Cái tên người yêu cũ nữa nè. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy hả? Đám cưới mà anh mời cả đống người yêu cũ lại, rồi chơi vừa đám cưới rồi xong nó kêu em bằng nó nữa. Cái kiểu này là nó yêu anh dữ lắm rồi nó mới kêu em bằng nó mới hận thù cô dâu kiểu này nè. Vợ em bình tĩnh đi. Em mới hứa danh là em sẽ làm vợ ngoan hiền mà, sao em đổi giọng nhanh vậy? Ngoan hiền làm sao được mà ngoan hiền hả? Anh nghĩ sao nãy giờ mở thiệp đám cưới hả? 10 cái là hết 8 cái là của người yêu cũ anh rồi, mà không có đi tiền, toàn là chửi em hoặc là gửi cái gì đâu không hả? Mà nghĩ sao ngoan hiền hả? Bình tĩnh đi em. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Trâm, không có trâm ngủ đây, Trâm đi đi, Trâm mở cửa đi về phòng ngủ, nhanh lên, Trâm đi. Nè, trái cây ngon lắm nè, chị ăn coi, ngọt mà ngon lắm đó nha, xuất sắc luôn đó. Cảm ơn chị nha. Ừ, ngon không? Chị lựa trái cây hay quá, ngọt ngay. Ai nói chị tôi lựa đó? Vậy chứ ai lựa? Con dâu tôi đó. Ồ vậy à? Trời ơi, con dâu tôi á hả? Nó mà biết tôi thích trái cây nào là nó đi mua trái cây đó cho tôi ăn đó. Em nói thiệt Hằng nha, em nể Hằng lắm đó. Tại vì á, Hằng biết cách dạy dâu, làm sao á mà dâu cứ sợ Hằng răm rách vậy đó. Hằng ơi, Hằng làm sao mà Hằng dạy cho Hạnh, cách làm sao mà để cho con dâu nó sợ mẹ chồng đi Hằng.
Mà tôi nói thiệt với bà nha, cái con dâu bà tôi thấy không được. Trời ơi, dâu gì mà mới cưới về cái rồi cái nó bỏ, nó không ở nhà bà nó đi là sao hả? Chứ bây giờ tôi biết phải làm sao? Thì mình phải làm sao chứ, tại mà cũng tại bà hết trơn á. Sao lại tại tôi? Bà hiền quá à. Tôi cũng hiền mà tại sao con dâu tôi nó nể tôi? Tức là như vậy, khi con dâu nói chuyện với bà rất là hiền đúng không? Con dâu à, con muốn làm cái gì vậy hả con dâu? Đó, bà thấy không? Rất là hiền, nó nghĩa mà con dâu nó sợ. Như vậy nè, phải không? Con dâu à, không phải như bà kéo nhão quá không được nè. Con dâu à, bà phải sắc cái tiếng nói của bà, con dâu à nó mới sợ mà biết không? Tôi nói thiệt với Hằng nha, con Tâm nó làm cho tôi bấn loạn vậy đó. Ôi thiệt, rối tung với nó làm cho tôi rối loạn tiền đình gì nó đó. Trời ơi, có gì đó, cái chuyện của tôi kể cho bà nghe nó vậy nè. Dạ con chào bác. Ngồi đi em. Dạ, bác chưa ngồi sao em dám ngồi? Ngồi đi con. Mẹ anh cho em ngồi rồi đó, ngồi đi. Dạ, con cảm ơn bác. Đây, nè, uống nước đi em. Sao anh không rót cho bác? Bác chưa uống sao em dám uống? Mẹ, uống đi con. Mẹ cho rồi đó. Dạ, con cảm ơn bác. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, thưa bác, câu này, dạ, con để anh Hổ trả lời. Anh trả lời giùm em nha. Dạ, tụi con quen nhau cũng lâu rồi mẹ. Rồi đứa nào sợ đứa nào? Con tên gì? Con tên Hổ. Đúng rồi, Hổ mà, làm sao mà sợ mèo được. Mèo. Con dâu tương lai nè, bác hứa đó, là sau này á, bác sẽ coi con như là con gái, rồi bác sẽ truyền hết kỹ năng làm mẹ cho con. Dạ, con cảm ơn bác. Ê, trời ơi, cuối vừa phải thôi, không có tài anh nó là u đầu cục rồi đó. Em cảm ơn anh, mèo. Dạ thưa bác, con chỉ cần á, bác truyền dạy lại cho con cái kỹ năng dạy chồng thôi là được rồi. Cái gì vậy hả? Mèo. Sao? Cái gì mà ai nói là mẹ có kỹ năng dạy chồng là sao? Dạ, là anh đó bác. Trời ơi, như vậy là chị dạy con dâu chị cách trị chồng hả? Dễ gì, mình trị con trai mình phải trị vợ nó, cho vợ nó sợ nó. Mà vợ nó sợ nó rồi thì nó phải sợ vào mẹ chồng này, đúng không? Mà cứ ghi đi, đó là bí quyết của tôi đó, ghi vô. Xong ha, tôi về nha. Nha, nhớ kỹ nha, nhớ kỹ nha. Đừng quên một câu nào hết, nhớ không? Đi nha. Ê, cái dĩa trái cây này của tôi mà. Cái dĩa trái cây, trái cây Hằng mời mình ăn trái cây xong mình đem dĩa qua trả nha. Ủa trời đất ơi, cái gì kỳ vậy trời? Anh ngồi đây bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen một con trai. Ba làm gì vậy? Ba làm... Ba tập thể dục con. Thôi, cái động tác của ba ngộ quá ha. À, con gái. Dạ. Ủa, điện thoại đẹp hả con? Dạ, điện thoại mới rồi ba. Vậy hả? Cái lỗi này là quẹt quẹt vậy hả? Dạ. Quẹt bằng tay, quẹt bằng lưỡi hả? Dạ, quẹt quẹt. Tay mới có vân chứ lưỡi làm gì có vân ba. Điện thoại giờ hiện đại quá con ha. Dạ. Ba có thắc mắc này, ba tính hỏi con dâu. Dạ. Thí dụ ba muốn lưu cái gì tin nhắn của ba, hoặc ba lưu cái gì bí mật của ba mà ba không muốn người ta biết thì ba phải làm sao con? Thì ba phải khóa lại, ba dùng mật khẩu ba khóa lại. Ủa, có mật khẩu à? Dạ đúng rồi. Nó hay quá vậy ta. Dạ. Đâu bây giờ con thử con khóa đâu, rồi con mở ra cho ba coi con. À, là nè, nó con khóa lại đúng không? Xong rồi bây giờ con mở ra, đó. Rồi. Hiện đại ghê ha. Dạ. Quẹt vậy xong rồi ha. Dạ. Quên nữa con dâu. Con dâu giúp ba chuyện được không? Chuyện gì vậy ba? Ba có chuyện được quan trọng. Ba cần cái chuyện làm hồ sơ cho ủy ban gấp lắm. Con dâu giúp ba.
À, hồ sơ hả? Dạ, dạ, giúp dạ, được. Ba thử con đi, dạ, dạ, dạ. Giúp lại em. Dạ, dạ, dạ. Cái mật khẩu, cái mật khẩu của con dâu là gì vậy ông? Ba. Là gì? Thích thì chịu. Là cái gì? Thích thì chịu. Trời ơi, bây giờ tôi không thích, tôi không có chịu. Mật khẩu của con dâu, thích thì chịu. Sao ác quá vậy? Ừ. Mật khẩu của nó đó hả? Đó đó. Mở 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 ra con. Mật khẩu của con dâu, thích thì chịu. Đây 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 đây. Rồi. Thằng ghi âm. Ừ. Bằng chứng. Ừ. Tiền hôn nhân đây. Xóa. Ờ. Đi đấy. Đi. Ừ. Vĩnh viễn. Ừ. Bye bye. Bye bye. Khỏe. Ồ. Sao? Ừ? Sao cười khoái vậy? Khoái chứ, khoái chứ. Công nhận khoái mà hồi hộp. Ủa sao tự nhiên không mình lớn tuổi hết rồi. Ờ. Bài cái trò gạt con dâu dịu hổ đi sơn. Mình là làm như vậy tôi cũng mắc cỡ lắm chứ. Nhưng mà vì thương con, vì tương lai của gia đình, vì nề nếp tôi phải làm thôi. Thì đúng rồi. Bây giờ là gia đình mình êm ấm mà. Ờ. Đó. Con nhớ nhà học cách dạy vợ để làm sao nó sợ nha. Dạ. Con làm gì vậy? Dạy vợ là phải mình phải nghiêm túc. À, kể từ giờ phút này, gia đình mình đã thành công. Ờ. Nhưng mà ông Vũ con dâu mình đi đâu vậy? Mà sao giờ chưa thấy nó vô? Tôi bắt nó chép giùm 8 trang gia đình kiểu mẫu của 8 hộ. Tôi kêu nó chép rồi, giờ mẹ con bà mở mật mã chưa xong. Cho nên tôi sai tới 8 gia đình kia. Nó khảo sát từng gia đình. Chắc chiều tối nó mới về. Nhưng mà bây giờ là chúng ta đã thành công rồi. Mẹ gì mẹ cười lớn gì vậy? Mẹ đâu có cười lớn, ba con cười lớn đó. Tôi bấm nè, tôi bấm nè. Tuy thường ra. Ủa ai? Ra ngoài. Dâu mới về. Dâu mới. Dạ thưa ba mẹ. Ừ. Dạ thưa chồng. Mọi người đừng quá vui mừng như vậy, bởi vì cái file ghi âm con đã lưu trên iCloud, bảo mật vĩnh viễn không bao giờ xóa được đâu. Trong gia đình này, chuyện ba ăn hiếp mẹ con biết lâu rồi. Ba lúc nào trước mặt mọi người ba cũng diễn. Ba đừng diễn nữa. Con không thích như vậy. Con thấy rất là thương mẹ và con tội nghiệp mẹ. Mẹ thương con dâu. Đó, Hải anh thấy chưa? Cả mẹ cũng đồng cảm với những điều em nói. Không lẽ bây giờ anh muốn em là một người phụ nữ đau khổ giống như mẹ hả? Trăm lần, ngàn lần, anh cũng không dám. Dạ, thưa ba mẹ chồng, theo như kinh nghiệm được đúc kết từ cá nhân con, cũng như những gì mẹ con đã dạy, thì làm người vợ không phải cứ sợ chồng là hạnh phúc. Muôn Phật gieo nhân nào gặt quả đó. Công nhận nhìn thấy cưng 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 lúp. Phải chi vậy? Đi đâu vậy? Sao đi đâu không bao giờ biết chào hỏi chồng mình tiếng hết ta? Anh cứ cắm đầu vô cái điện thoại vậy em chào anh có nghe không? Hả? Đáng lẽ em phải là người trách móc anh là không quan tâm tới em thì có. Đứng lại! Dám cãi hả? Hôm nay ta đóng vai ông thợ săn. Ta có súng. Súng ta có nhiều đạn lắm. Nhà ngươi sẽ đóng vai con thỏ trắng. Bước một bước bắn dính dách à. Ngồi xuống. Hôm nay ông thợ săn muốn nói chuyện rõ ràng rành mạch một lần với con thỏ trắng. Nói gì? Ngồi xuống. Ngồi xuống không thôi súng cướp cọ. Ngầu không? Điều quan trọng gì? Nè, đừng nói ra đường nghe thiên hạ đồn tào lao gì thì ăn bậy ăn bạ đó nha. Bậy thằng bạ? Ai đồn? Thằng nào đồn bắn chết à?
Chứ là chuyện gì? Này nói chuyện khác. Chuyện vợ chồng. Chuyện con cái. Chuyện... đó đó. Nói lại gì? Thì... em cũng biết rồi đó. Nãy giờ ngồi coi lại mấy cái clip từ hồi mà em chưa có bầu tới lúc em có bầu, rồi tới giờ buồn vui lẫn lộn, mà vui nhiều nhiều hơn là buồn. Thôi đừng nhắc nữa, chuyện đó qua rồi mà. Em sảy thai rồi mà, nhắc lại em buồn bây giờ. Nhưng mà em vẫn còn khả năng mang thai mà. Em đừng uống thuốc ngừa thai nữa là được à. Em cứ uống ba thuốc nó hoài không có tốt cho sức khỏe đâu. Em cũng lớn tuổi rồi, hơn 30 tuổi rồi còn gì. Trời ơi, cái vị trí trưởng phòng kinh doanh đó đang giúp em kiếm rất là nhiều tiền cho em, rất là nhiều cơ hội. Em không có muốn bỏ cái cơ hội đó đi. Tiền ai mà không mê đúng không? Nhưng mà con cái mới là quan trọng. Vợ. Cái gì vậy? Thôi mà, chiều chồng một lần đi. Con đi, cho cả nhà vui vẻ. Hôm nay nghỉ làm nha. Điên hả? Biết đây phòng khách không? Làm cái gì vậy? Nhưng mà không ai ở đây hết. Em nói rồi, có con thì trước sau gì cũng có. Nhưng không phải bây giờ, ok? Ok, ok, tôi gặp. Ok. Trời ơi, bực mình nè. Vợ ơi, cái gì mà lúc nào chồng nói một câu là cãi một câu, nói một câu là cãi một câu. Tại sao không bao giờ biết nghe lời? Thử một lần, chồng nói không cãi coi. Anh xin lỗi vợ, không sao, không dám lớn tiếng nữa. Nó sốt lắm rồi mà còn giành giật cái gì nữa. Anh ơi, em thấy mày bữa ní là con nọng lắm. Không mày, em đưa con đi bệnh viện thì... Đây, ở nhà đi lo xe hủ tiếu rồi tôi đưa cho đi cho. Không được, anh làm rảnh mà anh rành con bằng em được. Tôi không có rành con, nhưng mà tôi rành hết cái gì tôi cũng rành hết á. Để tôi vô đó, rồi tôi ẩm con vô, tôi làm quen với tất cả các phòng trong đó. Rồi tôi đi làm trước cái đường cho con. Mốt nó lớn là nó đi giao hủ tiếu trong đó, hiểu không? Chứ anh lý con... Bác đã, lo được tôi qua. Ủa, cô qua. Anh Tài. Cái gì ông Tài? Cô qua. À, tôi có một ít tiền à, tôi muốn đưa cho cô, nhờ cô chăm sóc lo lắng thằng nhỏ giùm tôi nha cô Qua. Thôi anh đưa nhiều rửa. Cô Qua nhận giùm tôi đi cô Qua. À, tôi biết lỗi tại tôi hết á. Tôi là cha mà tôi không dám nhận mặt con của tôi. Tôi cứ lén lén lúc như vậy hoài. Tôi xấu hổ lắm cô Qua. Rồi bây giờ á, cô nhận giùm tôi đi cô Qua. Anh không tin tưởng vợ chồng tôi lo cho đứa nhỏ chu đáo hay sao mà anh phải đem tiền qua đây anh đưa vậy? Không, tôi tin tôi rất tin. Em đi nghe. Rồi đi chạy chậm đi nè. Rồi lát tôi vô nè. Sao nghe tôi nói nè, thật sự tôi rất tin nhưng mà tôi lại vì tôi làm cha, nhưng mà tôi có nỗi khổ riêng của tôi đang đi ra. Tôi phải đường đường chính chính đem con mình về nhà nuôi đàng hoàng chứ. Nhưng lần này tôi để cho người khác nuôi giùm. Tôi cứ rình rập thôi à. Tôi khổ tâm lộ tâm như vậy á, tôi cho thằng nhỏ ra đời trong thời điểm nó éo le như vậy đó, anh có biết không? Ngồi xuống đi. Tôi rầu quá. Chuyện của anh tôi biết hết, còn gì nữa phải nói. Nói anh nghe nè, thời buổi bây giờ mình mà không sợ vợ thì liệu yên thân được không? Ông sao đâu, ông bị sao nữa. Khuyên ta hay lắm. Tôi thấy cái mặt ông nhăn nhăn rồi tôi biết có chuyện nữa rồi. Phải không? Ghen tuông hay là sao? Hay là bị nàng Lam chửi mắng gì đó mà mặt buồn? Mấy cứu ông? Tôi Chú Lễ Bác Lễ Chú Lễ đâu rồi? Tối tối khu phố ngồi đây hả? Khoan, chú đừng cầm cái gì hôn quá vậy. Nhà tôi mày có chó không? Cái gì vậy? Cho nó ăn chè giùm tao đi. Chú dẹp nó đi hôn quá. Nhà tao giờ chè tùm lum. Trời khổ ghê. Cái gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Người phụ nữ mà chú Hằng yêu mến bến nhất vì bây giờ tối đầy nhà hết. Trời ơi, bộ dâm nó mới lên hải anh về mà nó hư dữ vậy chú? Dâm nó mới về nó đâu dám quậy đâu. Vậy là ai? Ai? Bà Hạnh. Gì? Hạnh? Hả? Vợ tôi hôm nay đi đâu mà sao nhà bếp nó để nó luôn sơ bùn. Lại má ơi, con quỷ. Quỷ cái gì mà quỷ? Bà đó hả, bà Hạnh? Hôm nay bà làm cái gì mà bà quậy nguyên cái bếp tùm lum tà la vậy? Trời Lệ, mày 50 tao 50. Trời, mày tao với tôi luôn. Trời, hôm nay bà xỉn dữ rồi. Uống đi.
đừng có nói nhiều, uống đứa 50% quất hết chai rượu cho tao. Tôi ngờ bà đổ đốn bà nhậu nhẹt vậy, giờ không uống cứu bà uống bà xỉn. Má ơi, nước mắm. Nước mắm mà bà uống được hả? Bà muốn kho chồng bà hả? Nghĩ sao nói này nước mắm. Nước mắm ơi. Thằng chồng tôi nó xỉn rồi, nó nói này nước mắm. Ê, đừng uống, ê, nước mắm. Nước mắm. Mặn cá. Trời ơi. Thôi trời. Bà có giận tôi thì bà nói. Tự nhiên bà uống nước mắm chi vậy? Rồi bỏ muối vô chi cho mặn cát á. Bà muốn kho bao tử bà hả? Uống rượu mà sai ta nào sai. Bà không sai. Xin mời anh nâng ly cùng toa. Đừng nào ta còn ơ. Thôi đừng làm anh sợ. Tại sao hôm nay uống rượu dữ vậy? Uống để lấy bình tĩnh. Quậy lễ. Bà muốn quậy thì đó, tôi tắm rửa đàng hoàng, tôi vô phòng đóng cửa lại rồi bà cũng quậy. Đừng để bà con ở sớm tao thấy gia đình kiểu máu mà. Khùng hả? Khùng sao mà đóng cửa quậy? Quậy tại chỗ này. Không muốn quậy cái gì? Mấy chục năm nay rồi, ông bạo hành tinh thần của tôi, ông ăn hiếp tôi, cho nên hôm nay tôi phải nhậu quậy. Thì bà... quậy quá cần giờ luôn. Quậy quá cần tôi. Cần giờ. Uống rượu rồi bà muốn sướng đâu, sướng uống rồi cần giờ, quậy quá cần giờ. Để tôi lấy cái thau. Để tôi lấy cái thau. Chết cái nón bảo hiểm tôi rồi. Tin chấn động, tin chấn động. Ông Lễ, người đàn ông cuối cùng mạnh mẽ nhất trong hẻm Hoàng Hoa này đã bắt đầu sợ vợ. Sợ. Giờ này chưa tới nữa. Nghe nói gia đình nó lục đục dữ lắm. Ủa? Bác cháu, hợp hội gì mà mặt mày căng thẳng quá vậy? Bình thường đi, bình thường. Dạ, bình thường, ở quên bình thường mà. Vợ của bác giật mình là đúng rồi. Tụi bay giật mình bè theo kia giống như ban nhạc kìa, nhục không? Dạ, bác thông cảm. Tại lệ vợ con á, đi ra đi vô cả ngày cả trăm lần vậy đó. Con sợ đến nỗi mà con lớn không nổi luôn đó. Em thì đỡ hơn anh. Dù sao nhà cũng có mẹ em bảo kê. Nhưng mà mỗi lần mẹ em đi ra khỏi nhà hoặc là em bước vô phòng vợ em một cái là em bị quýnh double luôn. Là vậy vì em dám sử dụng ô dù. Đó. Bác, con thấy bác trong cái hẻm này nè, bác là người lớn tuổi nhất, nên con bầu chọn bác là hội trưởng hội không sợ vợ của đàn ông trong hẻm Hoàng Hoa này có được không? Tụi mình thằng nào cũng sợ vợ hết, lập ra cái hội sợ vợ mới đúng chứ. Dạ đúng rồi, bởi vì chúng ta ai cũng sợ vợ như nhau hết trơn á. Trời á, lập cái hội ra làm gì? Để chúng ta có cớ gặp gỡ nhau, bài giải, chia sẻ tâm sự và bảo vệ lẫn nhau. Kính vợ mới đắc thọ, sợ vợ mới sống lâu, nể vợ mới bất ưu sầu. Để vợ trên đầu là vạn sự bình an, mà để vợ trên bàn là trường sinh bất lão đó. Má ơi, thở luôn. Mẹ nói thơ, tôi nhục quá. Dạ con thấy ảnh nói con nghe là con đồng ý, con thích lắm. Hai tay hai chân đồng ý luôn, anh nói là số 1 rồi. Ừ, đúng rồi. Đúng. Nếu mà làm vậy á, phải rủ Vũ Duyên Hải Anh. Đúng. Tụi nó cũng sợ vợ vậy, nó phải vô cái hội không sợ vợ của mình vậy mới công bằng. Nhưng đúng nữa quá. Bác cá hợp hội gì mà mặt mày căng thẳng vậy? Bình thường đi, bình thường đi. Dạ dạ, bình thường mà. Dạ. Gì vậy? Vô kêu Hải Anh ra gặp ba nó gấp. Lúc nãy em kêu Hải Anh ra đây để tham gia hội họp gì đó, rồi đăng ký làm hội viên, nhưng mà con Trâm nó không cho ra. Con Trâm nó nói gì mà nó không dám ra? À, con Trâm nó nói như vậy nè, ba cái chuyện mà hợp hội để là không sợ vợ đó thì nó cấm tiệt không cho thằng Hải Anh tham gia, để tránh hiểm họa về lâu về dài đó ông. Con hơn cha là nhà có phúc. Dạ. Mà con sợ vợ hơn cha có phúc không ta? Không biết nữa. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là ăn đòn. Hay da. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha? Em
ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, đâu có sai. Mà sai vợ là ăn đòn. Hey, yeah. Sợ vợ có gì sai, đâu có sai. Mà sai vợ là u đòn. Hey, yeah. Ê anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh